Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa một chiếc siêu xe Ferrari với một xe máy vừa xảy ra vào rạng sáng nay 31 tháng 10 tại khu vực gần sân vận động Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Vụ việc khiến một người tử vong tại chỗ, hai phương tiện hư hỏng nặng. Theo lãnh đạo đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội, vào khoảng 3 giờ 45 phút ngày 31 tháng 10, tại đường Lê Quang Đạo trước cổng Liên đoàn bóng đá Việt Nam, xảy ra vụ va chạm giao thông giữa một xe ô tô và một xe máy, hậu quả là một người tử vong. Vụ tai nạn khiến giao thông ùn tắc cục bộ. Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên xe ô tô nhãn hiệu Ferrari màu đỏ mang biển kiểm soát 80 do thanh niên tên HBV sinh năm 1997 điều khiển va chạm với xe máy mang biển số Hà Nội, hiện chưa rõ danh tính người điều khiển, di chuyển theo hướng cùng chiều. Sau cú va chạm, xe máy bị hất văng, người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Sáng cùng ngày, hình ảnh cô gái trẻ mặc váy trắng xuất hiện bên cạnh ô tô Ferrari gây tai nạn lan truyền trên mạng xã hội. Một số hình ảnh còn cho thấy người này ngồi trên ghế lái. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ cảnh sát giao thông, khi lực lượng tiếp cận hiện trường qua khai thác lời khai ban đầu từ cô gái, tài xế chiếc xe được xác định là HBV sinh năm 1997, người này không có mặt tại hiện trường. Cô gái khai nhận ngồi cùng trên xe và không cầm lái. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.